Chào các bạn quay trở lại kênh Handmade VN. Mến chúc bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe và an lành. Bạn có thích sử dụng mật ong trong cuộc sống của mình hay không? Mật ong ngày càng được sử dụng phổ biến trên thế giới với những công dụng rất tuyệt vời như một chất làm ngọt tự nhiên, chất chống viêm, chất chống oxy hóa và kháng khuẩn. Bạn biết không, mật ong được làm ra bởi những chú ong. Chúng hút mật từ hoa và chúng lưu trữ trong dạ dày đặc biệt thứ hai của mình, nên mật ong mà chúng ta đang sử dụng đã được lên men trong chính dạ dày này. Mật ong chứa thành phần chủ yếu là đường cũng như hỗn hợp các axit amin, vitamin, khoáng chất, sắt, kẽm và các chất chống oxy hóa cần thiết để giữ cho cơ thể của chúng ta được khỏe mạnh. Công thức ngày hôm nay là sự kết hợp của mật ong và chanh, một thức uống vô cùng thích hợp cho những ngày hè nắng nóng như thế này, và nó là một trong những thức uống giúp cho bạn làm sạch gan thận và tiêu diệt ung thư một cách rất hiệu quả. Vậy cụ thể cách làm nó ra sao và công dụng của nó như thế nào thì mời bạn cùng theo dõi trong video ngày hôm nay. Có rất nhiều các thông tin hữu ích về sức khỏe sẽ chia sẻ tới bạn. Mật ong được biết đến với tác dụng giúp cho tim khỏe mạnh. Bạn biết không, mật ong là một loại thực phẩm rất giàu phenol và các hợp chất chống oxy hóa khác nhau. Nhiều trong số các chất này có khả năng làm giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch. Các hợp chất chống oxy hóa giúp giãn nở các động mạch trong tim, làm tăng lưu lượng máu đến tim. Chúng cũng có thể ngăn ngừa sự hình thành các cục máu đông, nguyên nhân gây ra các cơn đau tim và đột quỵ. Uống một ly nước với một vài thìa mật ong sẽ đủ để ngăn cản sự hình thành các cục máu đông như thế này. Một nghiên cứu đã được tiến hành liên quan đến 25 người đàn ông từ 18 đến 70 tuổi, sử dụng mỗi ngày một ly nước lớn với 4 thìa mật ong. Sau khi uống thức uống này trong một thời gian dài, người ta ghi nhận rằng những người đàn ông này đã tăng lưu lượng máu đến tim và tim được khỏe mạnh hơn rất nhiều. Tác dụng thứ hai được kể đến ở đây đó là giúp cho bạn có một trí nhớ tốt. Bạn đã bao giờ từng mất khả năng tập trung trong công việc hay chưa? Nếu có rồi thì hãy thử sử dụng thêm mật ong vào cuộc sống của mình nhé. Một nghiên cứu đã chứng minh mật ong có thể chống lại căng thẳng, phục hồi các tế bào, hệ thống phòng thủ, chống oxy hóa và trí nhớ được cải thiện rất nhiều. Hàm lượng canxi chứa trong mật ong dễ dàng được não hấp thu, đem lại lợi ích cho các quá trình hoạt động chuyển hóa của não bộ, ảnh hưởng có lợi đến hoạt động của não. Trong một nghiên cứu lâu dài được tiến hành trong 5 năm với sự tham gia của gần 3.000 người cao tuổi, đã được chứng minh rằng mật ong làm giảm tình trạng mất trí nhớ, giúp cho họ tỉnh táo hơn. Tác dụng thứ ba được kể đến ở đây đó chính là giúp cho dạ dày được khỏe mạnh. Mật ong vừa chống oxy hóa, vừa tiêu diệt được các gốc tự do. Trong khi đó, một phần nguyên nhân gây trào ngược dạ dày và đau dạ dày là do các gốc tự do làm tổn thương những tế bào lót ở đường tiêu hóa. Vì vậy mà mật ong sẽ ngăn ngừa diễn tiến của căn bệnh này bằng cách loại bỏ các gốc tự do ra khỏi cơ thể của bạn. Nhờ vào kết cấu rất đặc trưng, mật ong có khả năng bao phủ tốt hơn so với màng nhầy của thực quản. Kết cấu sánh đặc và có độ dính của mật ong có thể giúp giảm axit, góp phần kiểm soát trào ngược dạ dày về lâu dài, cũng như chữa đau dạ dày bằng mật ong hiệu quả. Ngoài ra, mật ong còn có tác dụng làm giảm các vết viêm loét ở dạ dày thực quản nhờ đặc tính kháng khuẩn tự nhiên. Tác dụng thứ tư đó là giúp cho bạn ngủ ngon hơn. Cùng với việc cải thiện trí nhớ, thì đường chứa trong mật ong làm tăng lượng insulin trong máu, giúp giải phóng serotonin. Serotonin được chuyển hóa thành melatonin, một loại hormone giúp thúc đẩy giấc ngủ ngon hơn. Thứ năm đó là giảm căng thẳng thần kinh. Nghe có vẻ lạ lùng đúng không nào, nhưng đây là một sự thật. Mật ong giúp cho bạn giải tỏa những căng thẳng thần kinh, giảm bớt mệt mỏi. Ngoài ra, gluco chứa trong mật ong rất cần thiết cho hoạt động của các neuron thần kinh. Nó được hấp thụ nhanh chóng vào máu, làm cho việc thư giãn và giảm các rối loạn tâm lý trở nên hiệu quả hơn. Với công thức này, mình sẽ cần sử dụng 400ml mật ong. Và bây giờ thì mình sẽ để sang một bên. Thành phần thứ hai cho công thức ngày hôm nay đó chính là chanh. Mình sẽ sử dụng 500g chanh xanh như thế này. Nếu như các bạn có chanh vàng thì hãy sử dụng chanh vàng nhé.
Đầu tiên hãy đem rửa sạch nó với baking soda vì công thức này có sử dụng cả phần vỏ của nó. Baking soda là một phương pháp rất tuyệt vời để làm sạch các loại trái cây, rau củ quả có chứa dư lượng thuốc trừ sâu một cách tự nhiên và hiệu quả. Bạn sẽ đổ nước ngập chanh và ngâm trong khoảng thời gian 10 phút là được. Sau khi đã ngâm được 10 phút như thế này rồi, các bạn sẽ rửa lại thật sạch với nước, sau đó rửa lại một lần nữa với nước lọc bình thường. Chanh được biết đến với tác dụng đó là ngăn ngừa ung thư. Tác dụng này phải kể đến ở chính lớp vỏ của chanh. Trong lớp vỏ này có chứa 22 hợp chất chống ung thư, điển hình là Servitrol Q40 và Limonin. Hai hợp chất này có tác dụng kháng ung thư rất hiệu quả, có nguồn gốc tự nhiên. Bạn sẽ đem lau khô phần chanh này đi nhé. Servitrol chuyển hóa enzyme đặc trưng có trong tế bào ung thư, đó là CB1, thúc đẩy quá trình apoptosis chết theo chương trình của tế bào ung thư. Do đó, Servitrol đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong việc đẩy lùi các tế bào ung thư. Và limonin có đặc tính chống oxy hóa rất mạnh mẽ, chống viêm và chống ung thư. Limonin có thể làm giảm nguy cơ ung thư biểu mô, tế bào vảy của da, ổn định bệnh ở những người ung thư đại trực tràng và cũng có tác dụng kháng ung thư ở các bệnh nhân ung thư vú. Bây giờ các bạn sẽ thái chanh thành các lát mỏng nhé. Nhiều nghiên cứu cho thấy rằng limonin có hiệu quả gấp hàng nghìn lần so với thuốc hóa chất Erythromycin đang được sử dụng trong điều trị ung thư. Nó chỉ tấn công các tế bào ung thư mà không ảnh hưởng đến các tế bào lành mạnh nên rất ít tác dụng phụ. Và nó còn được biết đến với chức năng đó là làm giảm và cải thiện đau nhức xương khớp. Chanh có thể giúp cho bạn cải thiện sức khỏe của xương vì nó có chứa rất nhiều canxi và vitamin C, hỗ trợ quá trình duy trì mật độ xương, ngăn ngừa loãng xương ở các chất chống oxy hóa có trong chanh, làm giảm viêm và hỗ trợ kiểm soát các rối loạn tự miễn, trong đó có viêm khớp dạng thấp đơn giản. Một tác dụng nữa phải kể đến ở đây đó chính là làm giảm mỡ máu. Hiện nay theo thống kê của Bộ Y tế thì tình trạng mỡ máu đang được trẻ hóa và rất nhiều người trẻ đang bị mắc chứng bệnh này. Theo đông y thì chanh có tác dụng làm giảm cholesterol máu do chanh có chứa chất chống oxy hóa bioflavonoid cũng như các vitamin và khoáng chất rất thiết yếu khác nhau. Và trong bản thân chanh còn chứa một lượng lớn chất xơ hòa tan là pectin. Nó sẽ làm cho bạn có cảm giác no lâu hơn và hợp chất polyphenol cũng sẽ hỗ trợ kiểm soát chất béo rất hiệu quả. Chính vì vậy mà mỗi ngày các bạn sử dụng một ly nước chanh mật ong như thế này sẽ có thể ngăn ngừa gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ và các bệnh lý có liên quan đến tim mạch hay tăng huyết áp. Và đây là toàn bộ phần chanh mình có, mình sẽ để sang một bên. Tiếp nữa thì mình sẽ cần chuẩn bị một cái hũ thủy tinh đã được tiệt trùng sẵn như thế này, cho toàn bộ phần chanh vào trong hũ. Đây là một trong các phương pháp rất tự nhiên để cho bạn có thể bảo vệ được sức khỏe tổng thể của mình cũng như tăng cường sức đề kháng, ngăn ngừa các bệnh lý về tim mạch, huyết áp và ngăn ngừa ung thư. Các bạn sẽ đổ mật ong ngập chanh như thế này là được. Và bạn sẽ ngâm hỗn hợp này trong ngăn mát tủ lạnh trong khoảng thời gian 3 ngày, sau đó chúng ta mới sử dụng. Phần chanh mật ong sau khi đã ngâm được 3 ngày như thế này thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng nhé. Các bạn sẽ chuẩn bị một cái ly như thế này, thêm vào đó là vài lát chanh, đá nếu như thích uống lạnh. Thêm vào 2ml nước mật ong ngâm với chanh như thế này và thêm vào đó là 200ml nước lọc. Sử dụng liên tục trong 30 ngày, nghỉ 15 ngày sau đó áp dụng tiếp. Thức uống này nên uống vào buổi sáng trước khi ăn sáng là tốt nhất. Còn nếu những ai đau dạ dày mà sợ bị đau thì các bạn có thể uống sau khi ăn 30 phút là được. Bạn nghĩ sao nếu sử dụng các phương pháp tự nhiên để chăm sóc sức khỏe cho chính bạn và cả gia đình? Chào các bạn quay trở lại kênh Handmade VN, mến chúc bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe và bình an. Theo thống kê của Bộ Y tế, bệnh tiểu đường được xem là kẻ giết người thầm lặng do nhiều bệnh nhân được chuẩn đoán muộn. Hiện nay ở Việt Nam có khoảng 5,3 triệu người bị tiền đái tháo đường và 2/3 trong số này, tức là chiếm khoảng 70%, sẽ chuyển thành đái tháo đường vì nguy cơ tử vong cao. Video này chia sẻ tới bạn một món ăn cũng như cách để có được một chế độ
ăn uống và sinh hoạt khoa học để tránh được việc xuất hiện những biến chứng nguy hiểm khác như tim mạch. Rất nhiều thông tin hữu ích về sức khỏe sẽ chia sẻ tới bạn. Và bây giờ chúng ta cùng thực hiện. Công thức này mình sẽ sử dụng đến quả sung. Loại quả này rất hữu ích với những ai đang gặp vấn đề về tiểu đường, mỡ máu cao, gan nhiễm mỡ, các bệnh lý về tim mạch, huyết áp hay là ung thư. Khi hái sung như thế này, để có thể tiếp tục ra quả thì các bạn hãy ngắt phần quả, không để gãy cái phần cành nuôi như thế này. Nó sẽ ra quả liên tục luôn. Đây là một loại quả mà bạn có thể sử dụng nếu như bạn mắc bất cứ căn bệnh nào. Nó hoàn toàn phù hợp để bạn có thể sử dụng, nhất là những bệnh nhân ung thư. Hãy thử đưa quả sung vào cuộc sống của bạn nhé. Tiểu đường được mệnh danh là kẻ giết người thầm lặng. Và hãy cùng mình tìm hiểu về cơ chế bệnh tiểu đường. Nó không phải là một bệnh riêng lẻ, mà nó là đại diện cho một loạt các rối loạn liên quan đến chuyển hóa đường, dẫn đến làm tăng đường máu, gây ra bởi sự giảm tiết hormone insulin hoặc có sự đề kháng với loại hormone này. Khi bạn tiêu thụ thức ăn, một số loại được phá vỡ thành đường, hay còn gọi là glucose. Đường trong máu di chuyển đến tất cả các tế bào trong cơ thể. Trong máu luôn luôn có một lượng glucose nhất định do cơ thể hấp thụ từ thức ăn hoặc do quá trình thoái hóa của một số chất trong cơ thể. Cách làm như thế này sẽ giúp cho bạn cải thiện được tình trạng bệnh tiểu đường rất hiệu quả. Và đây là toàn bộ phần sung mình vừa thu hoạch được. Nó được 800g sung đấy các bạn. Một mẹo nhỏ để làm hết nhựa của sung để có được một món ăn ngon hơn. Sung không bị thâm. Bạn hãy chuẩn bị một quả chanh, cắt đôi và vắt lấy phần nước cốt chanh như thế này. Thêm vào đó là 1 lít nước. Sau đó các bạn hãy chuẩn bị thêm 1 thìa muối hạt và hòa tan phần nguyên liệu này ra nhé. Hỗn hợp này sẽ giúp lấy nhựa từ quả sung rất hiệu quả. Và đây bạn thấy không, sung mình vừa mới hái xong mà nhựa của nó đã bám vào quả và làm cho quả sung bị thâm như thế này. Cứ để như vậy mà ăn thì sung sẽ có vị chát nhiều. Bạn hãy cắt đầu của quả sung như thế này, cắt nhiều một chút để nhựa tiết ra được nhiều hơn và nhanh hơn. Thả những quả sung vừa cắt vào tô nước, một lát sau nó sẽ sạch nhựa và không bị thâm nữa. Một nghiên cứu đã chứng minh là ăn quả sung có thể cải thiện được mức insulin, làm giảm lượng đường ở trong máu và làm chậm quá trình sản xuất glucose ở trong gan. Hàm lượng chất xơ hòa tan trong quả sung đã được chứng minh là có khả năng kiểm soát lượng đường ở trong máu, giảm cholesterol máu, hỗ trợ giảm cân ở người béo phì. Nó có chứa nhiều chất chống oxy hóa nhờ hàm lượng polyphenol cao. Ngoài ra, các hợp chất như là phytochemical, đặc biệt là acid phenolic và flavonoid. Nghiên cứu đã chứng minh sung là một loại quả có hoạt tính kháng u, chống lại ung thư ruột kết ở người, ung thư vú, ung thư cổ tử cung và các tế bào ung thư gan. Chính vì vậy mà đây là loại quả mà bạn nên đưa vào danh sách những đồ ăn cần phải ăn cho mỗi ngày. Sung này các bạn sẽ ngâm trong khoảng thời gian 30 phút để có thể lấy hết được phần nhựa của sung đi nhé. Trong lúc chờ đợi thì mình sẽ đi lấy một chút giềng để có thể làm món ăn này. Nếu như không trồng được như thế này thì các bạn cũng có thể mua ở ngoài cửa hàng có bán rất nhiều. Giềng sẽ làm giảm mức cholesterol và chất béo trung tính ở trong máu, cải thiện chuyển hóa lipid và ngăn ngừa các biến chứng của bệnh tiểu đường. Không những vậy, nó còn là một loại củ có khả năng kháng viêm và giúp sát trùng vết thương, thải độc, thanh lọc cơ thể, chống oxy hóa. Các bạn sẽ rửa sạch phần vỏ này và chúng ta sẽ sử dụng cả phần vỏ của nó. Bây giờ sau khi đã rửa xong như thế này rồi, các bạn hãy thái phần giềng này ra thật mỏng. Giềng cải thiện chức năng lưu thông máu, giúp tuần hoàn máu được tốt hơn, kích thích hệ tiêu hóa và chữa các bệnh chán ăn, điều trị tiêu chảy, chống buồn nôn, ngăn ngừa sự lão hóa của não bộ, tăng nhận thức, phòng chống căn bệnh trầm cảm, hỗ trợ sự tái tạo tế bào và giúp vết bỏng nhanh hồi phục hơn, ngăn ngừa ung thư vú. Và đây là toàn bộ phần giềng mình có, mình sẽ để sang một bên nhé. Nguyên liệu tiếp theo mình cần chuẩn bị cho công thức này đó chính là tỏi. Tỏi được mệnh danh là một loại thảo dược vô cùng quý giá đối với sức khỏe của con người.
Ăn tỏi sống sẽ giúp cho người bệnh tiểu đường làm giảm lượng đường ở trong máu và giảm nguy cơ dẫn đến xơ vữa động mạch. Từ lâu đời thì tỏi đã được sử dụng để giúp làm giảm mức cholesterol cao và huyết áp cao. Tiêu thụ tỏi cũng có thể làm giảm tỷ lệ mắc các bệnh về tim mạch, một số biến chứng mà nhiều người bệnh tiểu đường gặp phải. Và đây là toàn bộ phần tỏi mình có, mình sẽ để sang một bên nhé. Bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị gia vị để làm món này. Các bạn sẽ cần sử dụng 1 lít nước, 30g muối hạt, 30g đường phèn và 20g giấm táo. Cho toàn bộ nguyên liệu vào nồi và đun cho sôi lên là được để nó tan hết phần đường và muối. Bạn sẽ để hỗn hợp này ấm ấm đến tầm 40 độ thì chúng ta sẽ bắt đầu làm nhé. Trong lúc chờ đợi phần nước dùng được thì mình sẽ đi rửa phần sung. Sung này các bạn sẽ rửa từ 2 đến 3 nước cho sạch hẳn nhựa và để thật ráo nước nhé. Bây giờ mọi thứ đã sẵn sàng và chúng ta cùng thực hiện nhé. Các bạn sẽ chuẩn bị một cái tô sứ hoặc dụng cụ làm dưa muối mà các bạn có thể chuẩn bị được. Nên dùng các loại sứ sành để không làm hại cho sức khỏe. Cho một lớp giềng ở phía dưới và một lớp tỏi. Sau đó cho toàn bộ phần sung vào. Và cuối cùng là thêm giềng và tỏi còn lại. Bạn sẽ đổ phần nước ngâm này ngập hết phần sung là được. Sau đó sử dụng một cái đĩa để đặt lên phía trên để nó nén xuống, hoặc các bạn cũng có thể sử dụng một túi bóng nước cho vào để cho phần sung phía trên nó không bị thâm. Và đây là phần sung sau khi mình đã để được từ 2 đến 3 ngày. Món ăn này không chỉ có tác dụng kích thích tiêu hóa mà nó còn giúp cho chúng ta ăn ngon miệng hơn, dễ tiêu hơn mà còn bổ sung được các vi sinh vật có lợi cho hệ thống tiêu hóa, cung cấp các chất khoáng cho cơ thể. Chính các vi sinh vật này sẽ tạo ra các enzyme chuyển hóa đường và tinh bột trong rau dưa thành axit lactic. Nó có vị chua cũng như là tạo ra các enzyme phân hủy, một phần chất đạm trong thực vật, giúp cơ thể của chúng ta hấp thụ được dễ dàng hơn. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng nhé. Mỗi ngày các bạn sẽ ăn từ 5 đến 6 quả sung, có thể ăn riêng hoặc ăn kèm với bữa ăn. Và để đạt được kết quả cao hơn trong việc hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường thì các bạn hãy áp dụng kèm theo uống nước lá sung mà mình sẽ chia sẻ ngay bây giờ để hỗ trợ tốt nhất cho quá trình điều trị bệnh nhé. Đầu tiên trong số này là lá sung. Theo Đông y, lá sung có tính mát, vị ngọt, hơi chát, có tác dụng thông huyết, giảm đau, lợi tiểu, tiêu viêm, tiêu đờm, tiêu thũng, sát trùng, bổ huyết. Và trong dân gian, lá sung còn thường được sử dụng để chữa sốt rét, tê thấp, lợi sữa. Theo y học hiện đại thì lá sung có chứa nhiều chất dinh dưỡng và đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe tiềm năng. Chúng thúc đẩy tiêu hóa được khỏe mạnh, giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch và giúp bạn kiểm soát được lượng đường ở trong máu. Bạn sẽ cần 20g lá sung cho công thức này. Bây giờ các bạn hãy chuẩn bị một tô nước lớn, sau đó cho phần lá sung này vào rửa thật sạch nhé. Và lá sung tươi có chứa nhiều vitamin C, vitamin A và beta carotene. Nó có chứa rất ít calo. Sau khi các bạn đã rửa xong lá sung như thế này, hãy thái nhỏ hoặc là vò nát phần lá sung này ra nhé. Bạn biết không, trong thành phần của lá sung có chứa nhiều chất dinh dưỡng, đặc biệt là đồng và vitamin B6. Đồng là một khoáng chất cực kỳ quan trọng liên quan đến một số quá trình của cơ thể, bao gồm quá trình trao đổi chất và sản xuất năng lượng, cũng như sự hình thành của các tế bào máu, mô liên kết và dẫn truyền thần kinh. Sau khi các bạn đã thái xong như thế này, các bạn sẽ cho toàn bộ phần lá sung này vào nồi nhé. Nguyên liệu thứ hai bạn cần chuẩn bị cho công thức này đó chính là nước. Với công thức này mình sẽ cần 500ml nước lọc. Bạn sẽ cho toàn bộ phần nước đã được chuẩn bị vào nồi. Bây giờ bạn sẽ đặt nồi lên bếp nhé.
bật bếp ở chế độ lửa lớn. Và khi nước bắt đầu sôi thì bạn hãy giảm lửa xuống thật nhỏ và đun trong khoảng thời gian là 30 phút. Sau khi các bạn đun được 30 phút như thế này thì các bạn hãy tắt bếp và để cho phần trà này nguội bớt nhé. Bạn nên sử dụng hỗn hợp này để giúp cân bằng đường huyết và để chấm dứt tình trạng mất cân bằng đường huyết thì bạn hãy kết hợp với một chế độ ăn uống lành mạnh, nhiều rau xanh, không sử dụng các món chiên xào, nhiều dầu mỡ và đặc biệt trong thời gian này các bạn không sử dụng đồ uống có ga hoặc có cồn, những đồ ăn có quá nhiều đường. Và bạn sẽ cần 7 ngày để giúp cơ thể của bạn cân bằng đường huyết. Bây giờ các bạn hãy chuẩn bị một cái ly và một cái rây lọc để có thể lọc bỏ được phần bã trà như thế này. Hãy thử áp dụng nếu như bạn đang cảm thấy cơ thể của mình cảm thấy đói và mệt nhiều, thường xuyên khát nước, đi tiểu nhiều, khô miệng, ngứa da hay sụt cân mà không rõ lý do. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng loại trà này nhé. Mỗi ngày bạn sẽ sử dụng 350ml vào buổi sáng khi bụng đói, dùng liên tục trong 7 ngày, bạn sẽ thấy tình trạng tiểu đường được kiểm soát đáng kể. Sau khi các bạn sử dụng trà xong, hãy ăn sáng như bình thường và chia nhỏ bữa ăn của bạn. Nó sẽ giúp bạn kiểm soát lượng đường ở trong máu, chính vì vậy hãy kiên trì với nó và nó sẽ không làm cho bạn thất vọng. Và khi bạn phải đối diện với bất cứ bệnh tật nào, mình chỉ muốn truyền tới bạn một nguồn cảm hứng. Hãy tin vào khả năng chữa lành của các sản phẩm tự nhiên như thế này và bên cạnh đó hãy thiết kế một chế độ dinh dưỡng thật phù hợp với tình trạng bệnh của bạn. Hãy cắt giảm chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa cùng với carbohydrate tinh chế ra khỏi chế độ ăn uống của bạn. Ăn nhiều trái cây, rau và ngũ cốc ít đường. Ăn các phần ăn nhỏ hơn và bạn đừng quên kết hợp với một chế độ vận động. Luyện tập thể dục thể thao để tăng cường khả năng trao đổi chất, giúp cơ thể của bạn được khỏe mạnh như đi bộ, đạp xe hay yoga. Video này chia sẻ tới bạn cách phòng tránh và giúp bạn giảm thiểu các yếu tố có nguy cơ gây bệnh, từ đó giúp bạn có một cuộc sống hạnh phúc, mạnh khỏe và bình an hơn. Tuy nhiên, video này chỉ có một mục đích duy nhất là cung cấp thông tin và không đưa ra các lời khuyên về y tế. Hãy luôn tham khảo ý kiến từ bác sĩ điều trị của bạn. Và điều quan trọng là bạn hãy lắng nghe cơ thể của mình để tìm ra căn nguyên dẫn đến tình trạng của bạn nhé. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Chúc bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe. Nếu bạn thích video này, các bạn đừng quên bấm vào nút like và nút đăng ký để ủng hộ kênh tiếp tục phát triển. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp. Chào các bạn quay trở lại kênh Handmade VN. Mình chúc bạn một ngày mới thật bình an và nhiều sức khỏe. Một phương pháp tự nhiên giúp bạn có một trái tim thật khỏe mạnh, huyết áp ổn định và tăng cường được sức đề kháng, cũng như loại bỏ cholesterol xấu và ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ. Nếu như bạn đang mắc phải một trong những căn bệnh như là nhiễm trùng bàng quang, nhiễm trùng thận, viêm tai, xoang, cảm lạnh, cảm cúm, tuyến giáp, đau đầu, viêm loét đại tràng, viêm phế quản mãn tính, bạn hãy thử đưa phương pháp này vào cuộc sống của mình nhé. Hãy theo dõi video này từ đầu đến cuối vì công thức này đang đón chờ bạn cùng thực hiện. Nguyên liệu đầu tiên mình cần sử dụng cho công thức này đó chính là tỏi. Mình sẽ cần sử dụng 200g tỏi như thế này. Bạn nên lựa chọn tỏi tím, loại tỏi ta nhỏ sẽ ngon hơn là những loại tỏi to. Đầu tiên thì các bạn hãy bóc riêng những tép tỏi này ra nhé. Tỏi rất giàu các chất dinh dưỡng, nó chứa protein, carbohydrate, calo và các dưỡng chất như là vitamin nhóm B, bao gồm B1, B2, B3, B6 và các khoáng chất cần thiết cho cơ thể như sắt, canxi, kali, mangan, magie hay phốt pho. Vì vậy, tỏi tươi mang đến vô vàn hiệu quả trong việc điều trị một số bệnh, mang lại một sức khỏe lý tưởng. Bạn sẽ cho toàn bộ phần tỏi này vào tô. Thêm vào đó là nước và ngâm trong thời gian 1 ngày để kích thích tỏi được lên mầm nhé. Sau khi đã ngâm được một đêm như thế này, bạn thấy không, phần tỏi đã được nhú mầm. Loại tỏi này có giá trị dinh dưỡng cao hơn tỏi bình thường gấp nhiều lần. Đầu tiên, các bạn hãy loại bỏ phần vỏ của tỏi như thế này nhé.
Tỏi đã được kích thích mọc mầm thì nó rất giàu các chất chống oxy hóa, giúp chống lại các tổn thương do các gốc tự do gây ra, hạn chế sự lây lan của một số loại ung thư nhất định. Và nó sẽ làm chậm quá trình lão hóa và ngăn ngừa sự hình thành của các mảng bám, mạch máu để bảo vệ tim mạch được hiệu quả. Quá trình nảy mầm của tỏi sẽ kích thích sản sinh ra chất phyto, một chất có khả năng ngăn chặn sự lây lan và ức chế hoạt động của các tế bào ung thư trong cơ thể. Và bạn biết không, hàm lượng chất chống oxy hóa có trong tỏi mầm rất lớn. Tỏi mọc mầm còn sản xuất một lượng lớn các chất chống oxy hóa. Nó giúp kiểm soát các gốc tự do có trong cơ thể, là một trong các nguy cơ gây ung thư. Có đến 80% các bệnh tật trong cơ thể của các bạn có liên quan đến các gốc tự do như thế này. Chính vì vậy, hãy tự nâng cao sức khỏe cho bản thân và gia đình bằng cách làm đơn giản như thế này nhé. Sau khi các bạn đã bóc xong phần vỏ như thế này rồi, các bạn hãy đem tỏi đi rửa sạch và để ráo nước nhé. Một nghiên cứu đã khẳng định những củ tỏi mọc mầm như thế này có hoạt chất chống oxy hóa rất tốt cho tim mạch, cao hơn tỏi tươi rất nhiều, và tỏi mọc mầm sẽ đẩy mạnh hoạt động của enzyme, ngăn chặn các hoạt động dẫn tới sự hình thành các mảng bám và các tác nhân gây ra bệnh tắc nghẽn tim mạch. Và tỏi mọc mầm còn cung cấp một lượng lớn iron, chất ngăn ngừa sự hình thành các cục máu đông, và chất nitrit có trong tỏi cũng có tác dụng làm giãn nở các mạch máu. Cả hai chất này khi hoạt động song song sẽ giúp bạn chống lại sự hình thành của các cơn đột quỵ. Tiếp theo, các bạn sẽ cần chuẩn bị thêm 200ml nước. Cho toàn bộ phần tỏi và nước vào máy xay và xay thật nhuyễn. Bạn cũng có thể sử dụng cối hoặc chày để giã nhuyễn, giúp cho bạn lấy được phần dịch tỏi được dễ dàng hơn. Tỏi được biết đến với tác dụng giúp cho xương của bạn thêm chắc khỏe, do trong tỏi có chứa nhiều vitamin C, vitamin B6, mangan, kẽm, đều là các chất dinh dưỡng tốt cho sự phát triển của hệ xương. Đặc biệt, các enzyme, lượng mangan cao và chất chống oxy hóa có trong tỏi giúp ích cho sự hình thành, hấp thụ canxi và chuyển hóa xương. Đặc biệt, đối với những người đang bị bệnh xương khớp gây đau nhức thì giảm đau bằng cách ăn tỏi sống sẽ rất hiệu quả. Bạn sẽ cho phần tỏi này vào một cái hũ và để sang một bên nhé. Tiếp nữa, các bạn sẽ cần chuẩn bị giấm. Bạn nên sử dụng giấm táo hoặc giấm chuối là tốt nhất. Mình sẽ cần sử dụng 200g giấm táo cho công thức này. Giấm táo được biết đến với tác dụng là điều trị chứng loãng xương, giảm cân, đau dạ dày, đau họng, viêm xoang, các bệnh liên quan đến huyết áp, viêm khớp. Nó làm chậm quá trình lão hóa, làm giảm cholesterol và chống lại nhiễm trùng. Và đây là toàn bộ phần nguyên liệu mình cần cho công thức này. Bây giờ các bạn sẽ cho toàn bộ phần giấm táo này vào hũ đựng tỏi. Hỗn hợp này có hàm lượng chất chống oxy hóa cực kỳ dồi dào. Nó sẽ giúp bạn làm giảm nguy cơ đông máu, ổn định huyết áp và giúp cho tim mạch được khỏe mạnh. Bạn hãy trộn đều hỗn hợp này lên nhé. Ngoài ra thì tác dụng khi bạn sử dụng tỏi hàng ngày còn làm tăng nội tiết tố estrogen, nhờ đó làm chậm đi quá trình loãng xương ở phụ nữ. Khi nồng độ estrogen thấp thì cũng có nghĩa là mật độ xương đang bị giảm và nguy cơ loãng xương tăng lên, nên không thể chối cãi được các lợi ích mà tỏi đem lại cho sức khỏe. Bây giờ thì các bạn sẽ sử dụng một cái khăn xô sạch để đậy lên phía trên để thoáng giúp tỏi lên men được dễ dàng hơn. Tỏi được lên men là một trong những thứ tốt nhất mà bạn có thể uống hay ăn để giúp hỗ trợ một trái tim thật khỏe mạnh. Và cách làm này cực kỳ đơn giản, và bạn cũng có thể thêm tỏi vào các công thức nấu ăn của mình hàng ngày thay vì sử dụng thực phẩm chức năng. Và tỏi đã được sử dụng như một phương thuốc tự nhiên cho các tình trạng khác nhau từ hàng ngàn năm xưa đến nay. Và bạn hãy để hỗn hợp này trong khoảng thời gian 10 ngày là được. Sau khi các bạn đã để được 10 ngày như thế này rồi thì các bạn hãy cho hỗn hợp vào một cái khăn sạch và vắt lấy phần dịch tỏi nhé. Hỗn hợp này có chứa hàm lượng cao germanium và selen, nó cao hơn cả nhân sâm và trà xanh gấp nhiều lần. Chính vì vậy, đây là một hỗn hợp cực kỳ tốt để giúp cho bạn bảo vệ sức khỏe của mình.
Hỗn hợp này giúp cho bạn chống lại các tổn thương do các gốc tự do gây ra, làm giảm sự lây lan của các tế bào ung thư như là ung thư ruột, ung thư dạ dày, ung thư thực quản, ung thư tuyến tiền liệt, ung thư hạch bạch huyết. Nó còn làm chậm quá trình lão hóa của cơ thể và ngăn ngừa sự hình thành các mảng bám để bảo vệ mạch máu, tim của bạn một cách tốt nhất. Không những vậy, đây là một hỗn hợp giúp cho bạn tăng cường được sức đề kháng và làm sạch gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ, giảm sưng đau khớp và viêm khớp dạng thấp rất hiệu quả. Sau khi các bạn đã làm xong như thế này thì hãy cho hỗn hợp này vào một cái hũ. Mỗi ngày các bạn hãy sử dụng 2 thìa cà phê, 1 thìa cà phê vào buổi sáng và 1 thìa cà phê vào buổi tối sau khi ăn no. Và hỗn hợp này các bạn cần phải sử dụng là hãy pha loãng với 100ml nước ấm và uống nhé. Không uống trực tiếp bởi vì nó có hàm lượng giấm cao, nó sẽ làm cho bạn cảm thấy khó chịu và ê buốt chân răng. Chính vì vậy hãy pha loãng giống như mình thế này. Bạn nghĩ sao về cách làm này? Hãy để lại ý kiến của mình ở phần bình luận nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video đến bây giờ và hy vọng video này sẽ cung cấp những thông tin hữu ích mà bạn đang cần tìm. Mến chúc bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe, an lành. Nếu bạn thích video này, các bạn hãy tặng mình một like và một bấm đăng ký để ủng hộ kênh tiếp tục phát triển. Bấm vào quả chuông để nhận thông báo về video mới nhất. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp. Bác sĩ tiết lộ đau dạ dày cứ ăn rau này là khỏi tịt, không lo đột quỵ, nhồi máu cơ tim, đến tế bào ung thư cũng phải sợ mà tránh xa, biết sớm để sử dụng để sống khỏe, sống thọ. Theo bác sĩ Vũ Văn Quân, Phó trưởng khoa ngoại, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Hải Phòng, theo Hội Khoa học Tiêu hóa Việt Nam, số lượng người có nguy cơ mắc bệnh dạ dày tại Việt Nam lên đến 70%, một con số rất đáng lo ngại. Việc lên thực đơn cho người bị đau dạ dày cũng phải được lưu ý, bởi lựa chọn thực phẩm không tốt sẽ gây ra những sự khó chịu cho người bệnh, đồng thời làm căn bệnh này trở nên trầm trọng hơn. Vậy cụ thể đau dạ dày nên ăn những rau gì và cần tránh những loại thực phẩm gì, ăn như thế nào để tốt nhất cho sức khỏe thì mời bạn cùng Handmade VN chiêm nghiệm trong video ngày hôm nay. Bệnh đau dạ dày là căn bệnh rất phổ biến về đường tiêu hóa. Biểu hiện đầu tiên của nó là những triệu chứng khó tiêu như ợ chua, trứng hơi hay đầy bụng. Bên cạnh các dấu hiệu trên thì còn có khá nhiều những biểu hiện của căn bệnh này như đau thượng vị, cảm thấy chán ăn, có thể buồn nôn hay chảy máu đường tiêu hóa. Đó đều là những dấu hiệu khá đặc trưng của căn bệnh đau dạ dày. Câu hỏi đặt ra là đau dạ dày ăn gì? Khi bị đau dạ dày, chúng ta nên sử dụng các loại thực phẩm có tác dụng bảo vệ niêm mạc dạ dày. Các thực phẩm giúp cho việc chữa lành các vết loét, có thể lựa chọn các thực phẩm có khả năng giúp giảm tiết axit. Ngoài ra thì nên bổ sung thêm các vitamin và khoáng chất cho các bệnh nhân đau dạ dày. Loại thực phẩm đầu tiên được nhắc đến trong danh sách này đó chính là chuối. Tại sao chuối lại có công dụng cực tốt cho dạ dày như vậy? Chuối là một trong những loại hoa quả được xếp hàng đầu trong danh sách các thực phẩm thân thiện đối với dạ dày, bởi trong quả chuối có khả năng trung hòa được axit vượt ngưỡng cho phép xuất hiện trong dịch dạ dày và nó còn làm giảm nguy cơ viêm tấy hay sưng phồng đường ruột. Thành phần trong quả chuối có khoáng chất kali sẽ giúp làm giảm huyết áp và khống chế lượng natri. Chất này gây tăng huyết áp làm tổn thương tới mạch máu. Đặc biệt, chất pectin đã được tìm thấy trong quả chuối ở dạng chất xơ hòa tan, rất có lợi với những người đang mắc phải rối loạn tiêu hóa và mắc các chứng táo bón, tiêu chảy. Thành phần đầu tiên trong công thức này đó chính là chuối xanh. Bạn hãy chuẩn bị lượng chuối phù hợp với số lượng người trong gia đình. Chuối xanh rất giàu tinh bột, đặc biệt tinh bột trong chuối xanh thường không bị hấp thụ bởi ruột non mà chỉ bắt đầu bị hấp thụ từ ruột già. Từ đó tạo một môi trường hình thành vi khuẩn, lên men trong đại tràng, kích thích hoạt động hệ tiêu hóa. Trong chuối xanh cũng cực kỳ giàu chất xơ, loại chất này có khả năng tham gia vào quá trình chống oxy hóa, ngăn chặn tình trạng nhiễm khuẩn. Bên cạnh đó thì chuối xanh còn có chứa các vitamin, khoáng chất có lợi như là canxi, magie, phốt pho, sắt. Chuối xanh được biết đến với tác dụng tăng cường hệ tiêu hóa. Hệ tiêu hóa là một trong những bộ phận rất quan trọng, thực hiện chức năng chuyển hóa các chất dinh dưỡng cho cơ thể. Nó giống như hệ thần kinh số 2 của chúng ta. Hệ tiêu hóa chính là đầu vào của tất cả mọi thứ trong cơ thể. Nếu như hệ tiêu hóa kém, không thể hấp thu được chất dinh dưỡng, thì cơ thể không có năng lượng đi nuôi những cơ quan khác. Chính vì vậy mà chăm sóc hệ tiêu hóa tốt sẽ giúp cho cơ thể của bạn được khỏe mạnh,
cả về thể chất lẫn tinh thần, cũng như tránh được rất nhiều bệnh lý nguy hiểm. Chuối xanh có chứa lượng chất xơ cao, đây là nhóm chất tham gia tích cực vào hoạt động của đường tiêu hóa, hạn chế sự xuất hiện của các chứng như khó tiêu. Đặc biệt thì khi chuối xanh được nấu chín sẽ hỗ trợ tiêu hóa, giảm đau bụng do rối loạn tiêu hóa gây ra. Đây là một lợi ích đặc biệt trong vỏ của quả chuối đối với những bệnh nhân bị bệnh co hoặc hội chứng ruột kích thích. Bây giờ các bạn hãy chuẩn bị một tô nước, thêm vào đó là một thìa cà phê muối biển, hòa tan nó đi nhé. Khi các bạn cắt xong, thả vào nước như thế này để ngâm trong khoảng 20 phút, giữ cho chuối được trắng giòn, tiết sạch nhựa ra bên ngoài, giúp cho món ăn được ngon hơn. Không những vậy thì chuối xanh là một loại quả mang tính âm, khi bạn ngâm nó trong nước muối như thế này, nó sẽ được dương hóa lên rất nhiều. Bạn hãy đem phần chuối này thái thành những đoạn vừa ăn. Bạn cũng đừng bỏ qua phần vỏ chuối này nhé. Trong vỏ chuối có nhiều polyphenol, carotenoid và các chất chống oxy hóa khác, giúp chống lại các gốc tự do gây ung thư cho cơ thể. Ăn nhiều vỏ chuối, đặc biệt là vỏ chuối xanh chưa chín, có thể làm tăng mức độ chống oxy hóa và giúp giảm nguy cơ ung thư. Trong chuối xanh có chứa tinh bột kháng, chất xơ prebiotic. Loại chất này đóng vai trò như nguồn thức ăn cho lợi khuẩn trong đường ruột. Chuối xanh còn được biết đến với tác dụng đó là điều hòa đường huyết. Chuối xanh chính là cách đơn giản nhất để giúp bạn tăng hiệu quả hấp thụ gluco, từ đó kìm hãm đường huyết. Chắc hẳn không ít người bất ngờ khi chuối xanh lại nằm trong danh sách những loại thực phẩm tốt nhất cho người bị bệnh tiểu đường type 2. Và nó còn được biết đến với tác dụng là hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Do trong chuối có chứa một hàm lượng kali rất dồi dào, đặc biệt là nó rất quan trọng trong việc kiểm soát huyết áp. Mặc dù đây là dưỡng chất quan trọng nhưng rất ít người quan tâm đến việc bổ sung đủ kali trong chế độ ăn uống hàng ngày. Trong khi đó thì chuối là một nguồn kali rất dồi dào. Một quả chuối cỡ 118g có chứa đến 9% kali mà cơ thể cần mỗi ngày. Bây giờ các bạn hãy ngâm tất cả phần chuối trong nước trong khoảng thời gian 20 phút. Trong lúc chờ đợi như thế này, mình sẽ đi chuẩn bị nguyên liệu thứ hai cho món ăn này, đó chính là giềng. Củ giềng từ lâu được ví như người bạn thân cho sức khỏe, được sử dụng trong y học cổ truyền Hindu của người Ấn Độ và Trung Quốc qua nhiều thế kỷ. Loại gia vị này còn được sử dụng để cải thiện một số bệnh do có khả năng điều trị nhiễm trùng, giảm viêm, tăng khả năng sinh sản ở nam giới, thậm chí là chống lại nhiều loại ung thư khác nhau. Do trong nó rất giàu các chất chống oxy hóa, các hợp chất hóa thực vật này sẽ giúp cho cơ thể của bạn chống lại các bệnh tật, bảo vệ tế bào trước các gốc tự do gây hại. Đặc biệt đó chính là hàm lượng polyphenol, một nhóm hợp chất chống oxy hóa rất cao, giúp mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe, chẳng hạn như là giúp bạn cải thiện trí nhớ, giảm lượng đường và cholesterol xấu LDL trong máu. Và đây là toàn bộ phần giềng mình có, mình sẽ cho toàn bộ vào nồi như thế này. Phần chuối sau khi đã ngâm được 20 phút như thế này, mình sẽ đem rửa sạch để ráo nước. Bây giờ thì mình sẽ đi chuẩn bị một vài gia vị cho món ăn này. Bây giờ các bạn hãy chuẩn bị một cái chảo, tốt nhất là nên sử dụng chảo gang, không dùng hóa chất chống dính, chứa hợp chất có hại cho sức khỏe, nên chúng còn giúp cho bạn bổ sung lượng sắt rất cần thiết cho cơ thể, cũng như đảm bảo an toàn về sức khỏe. Dầu ăn các bạn cho vào chảo như thế này, sau đó cho chuối vào chiên sơ nhé. Bước này cũng rất quan trọng, do bản thân chuối mang tính âm, nên muốn dương hóa thì các bạn nên chiên sơ như thế này hoặc đem nướng sơ trên bếp củi. Món ăn này giúp cho bạn kiểm hóa, nước tiểu và ngăn ngừa bệnh gút. Nhiều chuyên gia nổi tiếng của Nhật Bản như bác sĩ Yoshio Otani, tiến sĩ nông nghiệp Makoto Tajima và bác sĩ nội khoa Shinichiro Otake cùng nghiên cứu lợi ích của chuối đối với sức khỏe. Một trong số đó đó chính là làm giảm axit uric và ngăn ngừa bệnh gút. Axit uric có trong máu quá cao và các tinh thể tích tụ chậm ở các khớp có thể gây ra bệnh gút. Chuối giúp cho bạn kiềm hóa nước tiểu, giúp axit uric hòa tan vào nước tiểu, từ đó nó được đào thải ra ngoài, làm giảm axit uric ở trong máu. Bây giờ các bạn sẽ cho toàn bộ phần chuối này vào nồi, thêm vào đó là các gia vị đã chuẩn bị. Đặt lên bếp và nấu trong khoảng thời gian 30 phút với lửa nhỏ, tính từ lúc nước sôi. Đây cũng là một trong những món ăn giúp bạn làm giảm căng thẳng và cải thiện giấc ngủ rất hiệu quả, do nó rất giàu vitamin và các nguyên tố vi lượng.
Khi lượng magie dồi dào đi vào cơ thể có thể giúp bạn giảm căng thẳng, giúp thư giãn não bộ và cải thiện giấc ngủ, giúp ổn định việc tiết melatonin và serotonin, điều chỉnh chu kỳ giấc ngủ được tốt hơn, giúp cải thiện giấc ngủ. Chính vì vậy mà những người mất ngủ thường xuyên có thể xoa dịu cảm xúc và cải thiện giấc ngủ bằng cách đó là sử dụng chuối trước khi đi ngủ liên tục trong một tháng. Sau khi các bạn đã nấu được 30 phút như thế này, hãy tắt bếp và thưởng thức món ăn này nhé. Tuy có rất nhiều các giá trị có lợi cho sức khỏe, mỗi tuần các bạn chỉ nên sử dụng từ 2 đến 3 bữa như thế này thôi nhé. Một tuần các bạn nên đa dạng nhiều loại rau củ quả nhiều màu sắc để nhận được tối đa vitamin và khoáng chất từ thiên nhiên. Thứ hai, hãy sử dụng nghệ và mật ong, hỗn hợp tinh bột nghệ hoặc nghệ tươi và mật ong là một trong những bài thuốc đông y chính trong việc điều trị bệnh viêm loét dạ dày. Nghệ còn có tác dụng chống viêm, giảm tiết dịch vị, kiềm hóa độ axit của dịch vị, và mật ong cũng có tác dụng điều hòa nồng độ axit tại dạ dày, tránh tình trạng kích ứng dạ dày. Thứ ba, hãy sử dụng đậu bắp. Đậu bắp là một trong những loại quả rất phổ biến trong những ngày hè. Loại quả này được các chuyên gia đánh giá nó là thực phẩm vàng trong việc bảo vệ cũng như chăm sóc cho dạ dày. Đậu bắp có chứa nhiều chất như caroten, vitamin B, vitamin C, vitamin E, pectin và các hoạt chất khác, là các chất dinh dưỡng có nhiều tác dụng bổ dưỡng cho cơ thể. Hơn nữa còn đặc biệt có tác dụng tốt cho dạ dày. Điều đặc biệt nhất ở trái đậu bắp chính là chất nhầy có trong loại quả này mà chúng ta nhận biết được chúng khi ăn. Đây cũng chính là chất protein kết dính, và cộng thêm việc nhiều chất như là polysaccharide, pectin và một số chất khác giúp cho việc làm lành các vết viêm loét trong dạ dày một cách rất tuyệt vời. Có khả năng sẽ bảo vệ tốt cho niêm mạc dạ dày, đồng thời có khả năng ngăn ngừa các nguy cơ gây tổn thương tới niêm mạc trong dạ dày. Số lượng đậu bắp thì các bạn hãy chuẩn bị tùy theo nhu cầu của gia đình mình nhé. Các bạn cho toàn bộ phần đậu bắp vào tô, sau đó thêm vào một thìa muối hạt và thêm vào đó là nước. Các bạn sẽ ngâm phần đậu bắp ở trong nước 10 phút để có thể rửa sạch được lớp bụi bẩn phía ngoài. Đậu bắp được biết đến với tác dụng đó là ngăn ngừa bệnh thiếu máu, do trong đậu bắp rất giàu vitamin K, vitamin B, sắt, kali, kẽm, canxi, mangan và magie v.v. giúp tạo ra nhiều tế bào hồng cầu hơn cho cơ thể. Bạn sẽ rửa sạch phần đậu bắp như thế này. Và đậu bắp còn được biết đến với tác dụng đó là hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường. Trong đậu bắp có chứa một chất giống như insulin, nó giúp làm giảm lượng đường ở trong máu, rất có lợi cho quá trình hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường. Việc tiêu thụ nước ép đậu bắp giúp làm giảm lượng đường ở trong máu. Và bây giờ hãy chuẩn bị một nồi nước nhé. Khi nước bắt đầu sôi như thế này, các bạn hãy cho đậu bắp vào và trần trong khoảng thời gian từ 2 đến 3 phút. Sau khi các bạn đã đun sôi được 3 phút như thế này rồi thì các bạn hãy tắt bếp và vớt vào một tô nước lọc như thế này. Với cách làm như thế này thì đậu bắp sau khi các bạn nấu xong nó sẽ có độ giòn và ăn rất là ngon. Sau khi các bạn ngâm nguội phần đậu bắp như thế này rồi thì chúng ta sẽ thái nhỏ nhé. Thường thì mình hay thái vát chéo như thế này để tạo độ hấp dẫn cho món ăn. Bạn cũng có thể tạo hình tùy theo sở thích của gia đình của bạn nhé. Và đậu bắp là một trong những loại rau củ quả giúp cải thiện sinh lý của nam giới. Không những vậy, đây còn là một trong những loại thực phẩm giúp giảm mức cholesterol. Theo các chuyên gia dinh dưỡng thì đậu bắp có chứa nhiều chất xơ hòa tan nên giúp cơ thể giảm mức cholesterol. Việc tiêu thụ thường xuyên đậu bắp có thể làm giảm mức cholesterol ở trong máu và bảo vệ tim mạch của bạn. Và đây là toàn bộ phần đậu bắp mình đã thái xong. Mình sẽ cho phần đậu bắp này vào một cái đĩa. Nguyên liệu tiếp theo cho công thức ngày hôm nay đó chính là tỏi. Mình sẽ cần 4 tép tỏi như thế này. Tỏi này các bạn hãy thái ra rồi băm nhuyễn. Tỏi không chỉ là một loại gia vị thiết yếu trong nhà bếp giúp tăng hương vị cho các món ăn, mà nó còn rất nhiều tác dụng trong việc phòng và điều trị bệnh tim mạch, ung thư, huyết áp, nhiễm trùng, xương, khớp. Tỏi giúp lọc độc tố ở trong máu. Hợp chất allicin có trong tỏi giúp loại bỏ các chất độc hại trong cơ thể.
đồng thời tăng cường các tế bào bạch cầu khỏe mạnh. Ngoài ra thì allicin còn giúp loại bỏ nicotine, thanh lọc máu và làm sạch hệ hô hấp, rất hữu ích. Và đây là toàn bộ phần tỏi mình có, mình sẽ để sang một bên nhé. Tiếp nữa chúng ta sẽ cần một vài gia vị chuẩn bị cho món ăn này. Các bạn hãy cho tất cả vào một cái tô và hòa tan nó nhé. Chuẩn bị một cái chảo lớn, sau đó cho dầu ô liu vào và phi vàng phần tỏi lên. Nếu như không có dầu ô liu thì các bạn cũng có thể sử dụng các loại dầu khác đều được. Các bạn sẽ cho toàn bộ phần sốt vào và đun sôi. Và đây là toàn bộ phần sốt mình có, mình sẽ cho vào một cái đĩa như thế này nhé. Bây giờ các bạn sẽ cho toàn bộ phần sốt lên đậu bắp như thế này. Đây là một trong những món ăn giúp bạn cải thiện hệ miễn dịch. Hệ thống miễn dịch có khả năng giúp cho cơ thể chống lại các bệnh khác nhau, chẳng hạn như là cảm lạnh hay cảm cúm. Khi đó nếu như mà bạn tăng cường ăn đậu bắp trong thời gian này, thì với hàm lượng vitamin C và các chất chống oxy hóa dồi dào, nó sẽ giúp cho cơ thể của bạn khỏe mạnh hơn rất nhiều. Và đặc biệt khi chúng ta đang ốm thì các bạn nên ăn nhiều hơn các loại thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật. Với món ăn này thì các bạn mỗi tuần nên ăn từ 2 đến 3 bữa. Thứ tư, đừng bỏ qua gừng. Việc bổ sung gừng thêm vào thực đơn sử dụng hàng ngày như uống trà gừng hay ăn một vài lát gừng sống sẽ giúp cho bạn cải thiện được chức năng tiêu hóa. Đây cũng là một trong những cách rất đơn giản giúp bạn điều trị tình trạng đau dạ dày, đầy hơi, khó tiêu. Thứ năm, hãy sử dụng các thực phẩm giàu dinh dưỡng, vitamin A, vitamin B, vitamin D, vitamin K, acid folic, canxi, sắt, kẽm, magie. Những loại vitamin và khoáng chất này có rất nhiều trong ngũ cốc, rau củ quả màu đỏ và xanh đậm, cần được tăng cường trong khẩu phần để cải thiện tình trạng thiếu hụt vitamin và các khoáng chất do tiêu hóa, hấp thụ kém trong bệnh lý dạ dày tá tràng gây ra.